Tại kỳ họp thứ 6 và kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa 15 đã thông qua 9 luật và 11 nghị quyết, trong đó quy định những nội dung rất quan trọng về căn cước, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, quản lý bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự, đất đai, nhà ở, kinh doanh bất động sản, tài nguyên nước, viễn thông, các tổ chức tín dụng, thí điểm một số chính sách đặc thù về đầu tư xây dựng công trình đường bộ, áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung theo quy định chống xói mòn cơ sở thuế toàn cầu, một số cơ chế chính sách đặc thù thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, dự toán ngân sách nhà nước, kế hoạch đầu tư công trung hạn. Tại hội nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội tập trung quán triệt những điểm mới, nội dung trọng tâm, yêu cầu và nhiệm vụ chủ yếu triển khai 19 luật nghị quyết. Chính phủ báo cáo về việc chuẩn bị triển khai các luật nghị quyết. Các cơ quan của Quốc hội báo cáo về công tác giám sát và một số nội dung thuộc trách nhiệm trong việc triển khai các luật nghị quyết. Hội nghị cũng nghe lãnh đạo một số bộ, cơ quan ngang bộ báo cáo về công tác chuẩn bị triển khai các luật nghị quyết thuộc phạm vi lĩnh vực phụ trách. Kết luận hội nghị, Chủ tịch Quốc hội đề nghị chính phủ kịp thời bố trí nguồn lực, chuẩn bị các điều kiện bảo đảm, tiếp tục ban hành và triển khai các kế hoạch cụ thể để sớm đưa chính sách quy định trong các luật, nghị quyết của Quốc hội vào cuộc sống, nhất là các chính sách quy định mới đặc thù, các chính sách quy định có hiệu lực sớm hơn so với hiệu lực chung của luật. Các cơ quan của Quốc hội, đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội, cử tri và nhân dân phát huy vai trò tăng cường giám sát, theo dõi, đánh giá, góp phần để việc triển khai luật, nghị quyết nhất quán, kịp thời, hiệu lực, hiệu quả.